Xem trước One Piece chapter 1090, Kizaru thể hiện sức mạnh, xuất hiện tình địch của Boa Hancock. Hancock chính thức có tình địch đáng gờm. Theo lý thuyết, Luffy được quy hoạch sẽ trở thành cỗ máy sinh đẻ nhà Boa, nhưng mà đời mà, đâu ai nói trước được chuyện gì đâu. Nước sôi 100 độ thì còn có lúc nguội lạnh thì trách sao được lòng người có 37 độ thôi. Luffy thì vẫn vậy nhá, chỉ có điều là trên hành trình phiêu lưu, lắm mỹ nhân xuất hiện quá. Có ai đó khiến cậu tương tư thì cũng không thể tránh khỏi đâu. Đã xuất hiện một tình địch cứng cựa với bà Boa ở chương Exit này. Hancock chưa chắc đã đủ sức đánh bại người thứ ba bởi sức mạnh của họ là tương đương nhau. Chuyện yêu đương tính sau nhá, Luffy đang phải căng mình chống lại đô đốc Kizaru. Lão khỉ vàng tầm này xuống sát rồi, quyết là không tha cho băng mũ rơm. Diễn biến mới nhất chapter 1090 sẽ có trong video ngay sau đây. Kizaru thể hiện sức mạnh, xuất hiện tình địch của Boa Hancock. Chương mới mang tên Đô đốc Kizaru. Uầy, mỗi lần mỗi Oda dành hẳn tiêu đề cho một nhân vật nào đó thì toàn thấy sự bất ổn thôi. Nếu các bạn chưa quên thì ở Wano nhá, Đô đốc Ryukyu thì cũng được réo tên ở trên tiêu đề chương mới. Và kết quả ra sao, mọi người đều biết rõ rồi. Mới đây thì Gap cũng được đặt tên trong cháp mới, thể hiện được một tí lại biến thành que kem xanh tươi. Có lẽ nào thì đây là bước nhảy cuối cùng của Đô đốc Kizaru hay chăng? Fan khỉ vàng nên bắt đầu lo từ giờ là vừa nhá. Trên trang bìa theo như yêu cầu của độc giả, Oda vẽ cảnh thuyền trưởng Kuro mèo đen đang ngồi đọc sách với mấy con quàng thượng. Chúng bàn mưu chuẩn bị xâm lược trái đất hay chăng? Hai từ người đưa spoil nội dung chắp mới có liên quan tới ảnh bìa của Boa Hancock cho con khỉ đội mũ rơm ăn ở chapter mới cách đây không lâu đâu. Bà Boa đến Exit hay là sao? Sẽ tái ngộ Luffy ư? Và cùng đến ngay với những chi tiết mới nhất mình vừa cập nhật được nhé. Kizaru đã lên đảo. 1090 tiếp tục diễn biến chắp trước. Băng mũ rơm vừa khiến Ngũ Lão Tinh phải nóng mắt sau pha chơi khăm khá là khắm bựa. Chắp vừa rồi cả nhóm tóm được York, buộc cô làm lộ kế hoạch với chính phủ. Thánh Saturn trên tàu cũng nghe được điều đó nên có lẽ thì mới quyết liệt muốn đấm nhau với mấy cái thằng nhóc sức sượng này lắm rồi. Ngay lập tức một tia sáng lóe lên trên đảo. Kizaru sử dụng chiêu thức dịch chuyển quen thuộc có tên là Yatano Kagami phản chiếu ánh sáng để thuấn thân tiếp cận Exit. Sau bát mì vội thì có vẻ như là khỉ vàng sung sức lắm rồi. Cuộc gọi vừa nãy với Sentomaru đơn giản là để thông báo cho thằng cháu đầu hàng sớm bớt đau khổ và chạy nhanh còn kịp. Cơ mà thằng cháu báo thủ méo chịu nghe lời, thà đi theo Vegapunk chứ cũng không thèm về phe hải quân để đoái công chuộc tội. Cảm nhận rõ sự tức giận của Thánh Saturn, Kizaru biết mình nên làm gì vào thời điểm này. Ở lại trên tàu chỉ có nghe chửi thôi, ra trận làm vài đường quyền có khi còn được khen đấy. Lâu lâu mới có sếp lớn dự giờ cho nên nghiêm túc một tí, chứ với phong cách của khỉ vàng ấy, là người tiên phong lên đảo thì hơi lạ. Đúng là vật chất quyết định ý thức các bạn nhờ, đồng lương của đô đốc thì cũng quan trọng lắm đấy chứ không đùa được đâu. Sentomaru gáy bẩn. Ông chú làm gắt chẳng mang đến mình. Thôi thì thằng cháu cầm rìu cũng ra sân tiếp đón vài chiêu để đúng phép lịch sự. Sentomaru với thương tích đầy mình chặn được một cú đá của ông chú. Làm được tí gáy cho sướng nhỉ các bạn nhỉ. Sento thì tuyên bố mình là người sở hữu khả năng phòng thủ tốt nhất. Thôi thôi ông cháu im mẹ mồm dùm đi. Gáy thế mà cũng gáy được. Vừa mới mấy tiếng trước thôi đã để cho Luxi nó xiên một nhát tí oẳng, giờ lại học theo thằng Men gáy bẩn. Lù nó là Men thì nó có quyền nhá. Sento ơi, mi chỉ làm nền thôi, gáy sớm làm gì, dễ đăng xuất lắm. Cú chỉ shotgun của báo thủ Luxi mà còn đỡ không được thì lấy gì để đòi cầm chân ông chú Kizaru. Dự đoán thanh niên cầm rìu sắp sửa ăn hành rồi đây. Nói không biết ngượng mồm mà. Ok, Sentomaru trước time skip thì cũng cứng lắm, nhưng mà giờ thì xưa diễm rồi. Thanh niên quên mất trên đảo đang có một băng tứ hoàng với toàn những con quái vật hàng đầu. Sanji với bộ xương ngoài cho Seraphim test đêm còn chưa dám lên miệng mà Sento đã gáy như thế nhở. Âu thì cũng là do nhiều năm trên đảo không tiếp xúc với ai, không cập nhật tin tức thường xuyên, thành ra quên mất clan Mugiwara, giờ nằm trong top 4 bằng tặc mạnh nhất.
để coi rằng Sentomaru chịu được mấy chiêu của ông chú Kizazu nhá. Mình nghĩ là đến skill thứ hai là auto đưa Sento lên bảng điểm số rồi. Dù sao gã cầm dìu cũng câu giờ được một tí. Hiện tại Thánh Saturn vẫn chưa lên đảo, ông quyết định sẽ liên lạc với Luffy để tung quả đạn mù hâm dọa trước. Nghe lén được đoạn đối thoại của York và các ngu lão tinh, Saturn thì cũng cay mắt lắm rồi. Ông yêu cầu trực tiếp nói chuyện với Luffy, hay còn được biết đến là Joy Boy mới, kẻ thù số 1 trong mắt những kẻ đứng đầu chính phủ lúc này. Chưa rõ lão tinh Saturn thương thảo điều gì nhá, cơ mà Luffy nó cũng chẳng quan tâm mấy đâu. Với phong cách đó thì trước khi mà gặp mặt thì đã gáy nhẹ một cái là xin chào, tôi là Monkey D. Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc. Bảo mẹ nó, chắc lù cũng chẳng biết là mình đang nói chuyện với ai đâu. Một trong những người quyền lực nhất thế giới thì cũng chỉ là đối tác để cậu gáy to để thể hiện mà thôi nhá. Chịu, cũng không biết ngũ lão tinh có chuẩn bị trước cho tình huống này chưa. Sợ là lão bị sốc tập 2 với tính cách phóng khoáng của cô lù. Trong khi thì các tứ hoàng khác đều phải nể chính quyền 4-5 phần thì chỉ có Luffy và Buggy dám chống đối trực tiếp. Đúng là hai đấng có khác ở cùng vị thế như nhau. Luffy với Saturn. Cuộc đối thoại vô tình bị liều báo Morgan chim lợn nghe lén. Hề vãi, lão tinh Saturn nghe trộm York với Luffy, giờ Morgan nghe trộm câu chuyện của lão. Sao ấy nhở, đừng để mấy ông già ngầu lòi phải tấu hài chứ. Nội dung cuộc thương lượng sẽ được tiết lộ ở trong chapter 1090 tuần này nhá. Chúng ta cũng có thể đưa ra một số nhận định nhẹ về việc Saturn yêu cầu Luffy thả Vegapunk và York, sau đó hứa hẹn để cậu ấy rời khỏi Egghead. Có cái nịt đấy chứ, thử làm theo lời lão mà xem. Hàng trăm nòng pháo nã liên hồi lên đảo liên tục ấy. Mấy khi có dịp hạ một băng tứ hoàng bằng cách đó, ngu gì mà không làm. Còn với Luffy, sợ là với tính cách dễ tin người ấy, cậu đồng ý với lão tinh thì lại toang rồi. Đùa chưa, không có chuyện đó đâu, Nami ký đầu ngay. Thêm một chi tiết quan trọng nữa, rất có khả năng Saturn sẽ dụ dỗ băng mũ rơm ra khỏi vòm cực bằng cách tung tin Gáp bị dâu đen tóm ở Hachinosu. Luffy mà nghe được tin đó thì chắc chắn không thể ngồi yên nữa. Dù sao kiểu gì cũng phải đối đầu sớm hay là muộn, đấm nhau một trận cho nó đã. Ed Snake Hancock quay xe. Tiếp tục diễn biến, hiện tại các Seraphim trên đảo đều được bọc trong bong bóng khổng lồ, một cách thức tạm thời vô hiệu hóa năng lực của chúng. Đúng như dự đoán, Ed Snake Boa Hancock đã phải lòng Luffy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Ôi, thế có chết tôi không chứ hả? Đúng là mê trai thì đầu thai cũng không hết mà. Tình yêu với thằng bên nó đã ngấm vào từng ADN tế bào sao mà đỡ được. Thiếu điều là còn mỗi câu nói tỏ tình của Ed rắn: em yêu anh ở mọi đa vũ trụ. Tình yêu mãnh liệt vượt luôn cả mệnh lệnh từ Punk 06 York. Thế mới thấy Luffy không giúp bà Boa làm 2-3 đứa thì có lỗi lắm nha. Mọi phiên bản Boa Hancock đều yêu say đắm thằng cô lù não cao su rồi. Nhờ có S rắn, Frankie cùng với những người khác được hóa giải trạng thái hóa đá. Bảo rồi, kiểu gì con Seraphim này không phải lòng Luffy được. Như vậy Bo Hancock chính thức có tình địch, không ai khác chính là phiên bản trẻ con của cô. Chịu đấy. Cá rằng nhờ có S rắn mà băng mũ rơm mới có thể dễ dàng hạ gục được mấy con Seraphim còn lại. Vài chiêu mero mero melo là đủ vô hiệu hóa chung rồi. Dù gì trái ác quỷ quyến rũ của cô thì mấy ai cản được đâu. Theo anh em nhá, nếu bà Boa phiên bản gốc solo về Snake, ai sẽ là người chiến thắng và có được Luffy? Mình đoán đó thì sẽ là Lo, anh hổ Cute nhá. Elbat là điểm đến tiếp theo. Sau cuộc hội thoại căng thẳng, băng mũ rơm phần nào nắm được tình hình. Họ cần nhanh chóng rời khỏi vòng vây trước khi mà quá muộn. Vegapunk thì còn nhiều đồ chơi xịn lắm. Ông trình ra một thiết bị có thể dịch chuyển không gian, đưa họ đến Elbat nếu muốn. Tuy nhiên đồ chơi này theo lời của Băng thì vẫn chưa hoàn chỉnh, nên dạo trước ông bị mắc kẹt ở không gian 4 chiều do mình tự tạo ra. Như vậy trước khi Băng hoàn thiện công nghệ thời không, băng mũ rơm cần phải đánh nhau vài hiệp với các chỉ huy hải quân. Khả năng đại chiến sẽ di rời từ Egghead đến Elbat, nó sẽ phù hợp hơn với hòn đảo đầu trứng không có quá nhiều lợi thế cho băng mũ rơm. Elbat thì quen thuộc và gắn kết mật thiết hơn nhiều nhá. Từ vương quốc người khổng lồ, Shaw hay là thư viện Ohara cũ, có cả xanh đang đóng quân. Đại chiến rời đến Elbat là quá hợp lý rồi. Muốn rời khỏi Exit, họ cần phải vượt qua tường lửa của Yorkai đã. Cô ta dự trù trước trường hợp mình có thể bị bắt nên cài sẵn mật khẩu phòng thủ. Không ai rời khỏi đây nếu không gỡ được K-Pass của York.
Căng rồi, clan mũ rơm sẽ làm gì để giải quyết tình hình này đây? Ở lại không được mà đi cũng không xong. Nói chung là đấm nhau to cái đã rồi tính sau. Ngay khi mà Kizaru tiến lên đảo, Luffy với Haki quan sát của mình đã cảm nhận được Haki do khỉ vàng phát ra. Cậu chưa biết nhân vật ấy là ai nhưng mà có thể xác nhận người này rất mạnh. Liệu trong bộ ba quái vật băng mũ rơm, Kizaru sẽ chọn ai làm đối thủ? Cùng chờ xem diễn biến hồi sau các bạn nhé. À, thông tin cuối cùng mình muốn cung cấp, rất tiếc phải nói là tuần sau thì không có chương mới nha. Anime 1072 Luffy với Kaido vẫn lên sóng, anh em chờ đợi video phân tích cũng như là dự đoán của Captain Soi vào ngày mai nhé. Ok, trên đây là video spoiler chương mới 1090. Anh em ấn tượng với tình tiết nào nhất? Để lại ý kiến bên dưới cho mình biết nhá. Giờ thì cùng chào đón ba bạn may mắn đến với bảng tập xăm soi thôi nào. Đầu tiên là một bạn giấu tên Frankie, ác này, bắp thì đẹp. Bắp chứ sao không? Chương khoa học công nghệ mà không tăng sức mạnh cho xịp đỏ thì hơi bị phí đấy. Tiếp theo là bạn Phong Thao. Tại sao dịch One Piece lại ra một miếng nhỉ? Ai bảo một mảnh chứ ông, dịch một miếng nghe nó phèn đấy nhở. Và cuối cùng là một bạn giấu tên nữa. Anh ơi, nếu Luffy đấu với dâu đen thì dâu đen có thức tỉnh được trái ác quỷ không ạ? Tầm tứ hoàng cuối game thì khứa nào thì cũng thức tỉnh hết rồi bạn ạ, không phải lo nhá. Yeah, như vậy video đã hết rồi. Anh em đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh cho Xăm Soi nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. See you.